Nếu bạn đã và đang bị nhiễm Covid thì nhất định phải xem video này để biết một ngày đi khám sức khỏe hậu Covid và chụp chiếu phổi của hai anh em mình như thế nào. Như vậy là đã hơn một tháng kể từ ngày hai anh em mình chính thức khỏi Covid-19. Vì Long bé có bệnh nền là tim bẩm sinh nên mình cũng khá là lo lắng ấy. Sau khi tìm hiểu rất là nhiều thông tin trên mạng thì ngày hôm nay hai anh em mình quyết định đi khám sức khỏe hậu Covid ở bệnh viện Medlatech và sẽ quay lại review cho mọi người, vì Long nghĩ là chắc chắn rất nhiều người sẽ cần. Thực sự là nghe con bạn mình nói là nó không có triệu chứng gì hậu Covid mà đi chụp phổi trắng xóa, mình cũng lo chứ các bạn. Ok, và bây giờ Long sẽ review cho mọi người biết là cái quy trình khi đến đây thì mình phải làm gì nhá. Đầu tiên thì chúng mình phải đăng ký khám ở ngay bên phải cửa ra vào dưới tầng 1 ấy. Nếu như bạn có bảo hiểm y tế thì nhớ cầm theo nhá, vì là gói khám hậu Covid ở đây được áp dụng đấy. Đấy, đăng ký xong rồi người ta đưa cho mình một tờ giấy, thế là lao thẳng lên tầng 2. Đấy, xong rồi bạn sẽ phải thọc tay vào cái máy này nhá, là để mình đo huyết áp, xong rồi mình vào mình khám lâm sàng. Bác sĩ sẽ hỏi các bạn là hiện tại các bạn còn những cái triệu chứng gì giống như cái hồi mà bị Covid không. Đến đoạn này là vẫn đang được free nhá, chưa thấy thu tiền. Và tùy vào tình trạng sức khỏe của bạn mà bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định chúng ta làm một vài loại xét nghiệm cần thiết. Chụp X quang tim phổi này, kiểm tra chức năng gan, thận này, đường máu, tình trạng viêm, hết 572 cành. Còn lúc mà chuyên gia khám thì được miễn phí. Trước khi lấy máu xét nghiệm thì mình phải vào quầy thanh toán he. Thanh toán xong thì lại còn được tặng quà mỗi anh em 5 cái khẩu trang, với cả được tặng thêm một cái voucher miễn phí xét nghiệm men gan mới lị đường máu. Eo ơi, thề luôn, có ai toa đùng như mình rồi mà mỗi lần đi tiêm hoặc đi lấy máu vẫn hoảng sợ như là chỉ con luôn. Mặc dù không đau một tí nào nhưng mà cứ sợ những cái vật thể nhọn hoắt ấy. Trong lúc mà chờ kết quả xét nghiệm máu thì mình sẽ lên tầng 4 để mà chụp X quang. Đây là một cái bước mà mình thấy nó khá là quan trọng ấy, vì nó bắt đầu như kiểu nó chụp phổi mình hay sao ấy. Kết quả X quang sẽ được gửi về trung tâm chẩn đoán hình ảnh từ xa để các chuyên gia có thể hội chẩn về cái phổi của mình. Trong lúc mà các bác ấy chẩn đoán thì được nhân viên mời ra một cái khu ngồi rất là chill luôn để đợi kết quả. Đấy, nhìn thấy gì chưa? View Hồ Tây tỷ đô đấy. Sau khi mà đã cầm kết quả trên tay thì chúng mình lại tiếp tục quay trở lại cái phòng khám lúc nãy để bác sĩ nhìn kết quả. Ơn rồi, hai cái phổi của anh em không sao. Tim gan thận vẫn hoạt động bình thường. Đường máu trông thế này thôi chứ vẫn ổn định. Cảm ơn các bạn đã theo chân hai anh em nhà Long đi khám sức khỏe hậu Covid ở bệnh viện Medlatech, và hy vọng rằng chiếc video này sẽ đem lại nhiều sự hữu ích dành cho các bạn. Clip đến đây là hết rồi.